không còn lava, 4 cái tàng hình. Oh yeah, Super Archer và balloon. À không, Super Archer và Super Wizard. Oh yeah, combo này đúng dị rồi đấy. Làm tí 3 sao đi cho nó chênh vênh nào. À thành bét chứ còn nát gì nữa. Bản này giống trận hồi nãy. Góc 3 giờ cũng có cả Tesla nữa. Mấy em xương nó được rải chỗ inferno với cả máy bắn đá kìa. Từ từ nó cũng hết bay thôi. Bịt máy bắn đá, tháp cuồng nô lại. Cố lên mà 3 sao. À, hạ cánh xuống balloon ơi. Vâng, một trận thi đấu mà trận này là còn chấp quả tàng hình. Ôi giời ơi, khét phết nha. 10 điểm không có nhưng dành cho sếp chứ còn gì nữa.